Chính cái danh phi thiện của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của cái không nổi là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.